Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 5. Wow, quý vị thân mến, đây là đêm gala thứ 5 của vòng chung kết. Và từ hơn 25.000 thí sinh, chúng ta đã tìm ra 5 thí sinh xuất sắc nhất. Và có thể nói rằng đến giờ phút này thì hầu hết quý vị khán giả đều đã nhớ 5 cái tên này. Nhưng với sự cố gắng của họ, với sự tỏa sáng của họ thì những cái tên đó vẫn luôn luôn xứng đáng nhận được sự đón nhận của chúng ta mỗi khi sướng tên. Xin được giới thiệu top 5 chương trình Thần Tượng Nhạc Việt Nam mùa thứ 5. Đầu tiên là Đông Hùng. Và anh chàng mà các bạn khán giả trẻ vẫn gọi là ai nhờ? Hot Boy tiếng Việt. Còn đây, cô gái rất là hồn nhiên và dễ thương, Minh Thuê. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào giọng hát này, Nhất Thuê. Và người cuối cùng trong top 5 đó là Vương Lê. Thưa quý vị, top 5 những giọng hát xuất sắc của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 5 nhận được rất nhiều sự yêu mến của quý vị. Và bây giờ là top 3 cái tên luôn luôn được nhắc đến nhiều nhất. Xin được giới thiệu giám khảo Anh Quân, nữ ca sĩ Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thấy tất cả quý vị khán giả cổ vũ nồng nhiệt cho những cái tên mà tôi vừa sướng lên làm tôi cũng cảm thấy rất là ghen tị. Có lẽ một lần nào đó tôi sẽ cướp sóng và tự nhắc tên mình. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho ba vị giám khảo cũng như các thí sinh của chúng ta. Và hẹn gặp lại top 5 sau ít phút nữa. Tạm biệt các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian đôi chút cho ba vị giám khảo của chương trình. Có lẽ với ba vị giám khảo vào giờ phút này họ luôn luôn thường cảm thấy hồi hộp nhất, bởi vì họ biết rằng tôi sẽ đặt một câu hỏi gì đó dành cho họ. Và đôi khi câu hỏi đó khá là tế nhị và khá là khó khăn cho họ. Tuy nhiên ngày hôm nay thưa ba vị giám khảo, chúng ta không dành thời gian cho những câu hỏi, mà hãy dành thời gian cùng với quý vị khán giả theo dõi một đoạn clip sau. Xin mời quý vị. MTV Europe Music Awards là một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín nhất trên thế giới, nhằm vinh danh các nghệ sĩ trên toàn cầu. Năm 2013, Việt Nam vinh dự trở thành một trong những quốc gia tham gia hạng mục Best Worldwide Act. Hơn 1 triệu lượt bình chọn từ khán giả đã giúp Mỹ Tâm giành chiến thắng, trở thành gương mặt đại diện của Việt Nam tham gia cuộc đua với 186 nghệ sĩ quốc tế trên khắp thế giới. Phải nói là Tâm rất là vui và có một chút hãnh diện. Trong vòng đối đầu với khu vực Đông Nam Á, cô phải đối đầu với những ứng cử viên sở hữu lượng fan khổng lồ đến từ Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Mỹ Tâm đã xuất sắc chiến thắng giành vị trí số 1 và đạt danh hiệu Best Southeast Asia, danh hiệu nghệ sĩ được yêu thích nhất khu vực Đông Nam Á và đại diện cả khu vực tranh tài tại giải thưởng MTV EMA 2013. Thành công này đã ghi thêm một dấu ấn của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế và là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của ca sĩ Mỹ Tâm. Những cái điều mà Tâm đạt được như bây giờ, ngoài những cái cố gắng của bản thân thì phần lớn là cái sự hỗ trợ, cái sự ủng hộ rất lớn từ khán giả. Cảm ơn các bạn, chúng tôi đều biết đó là Mỹ Tâm rồi. Và nữ ca sĩ Mỹ Tâm, nữ giám khảo của chương trình Thần Tượng Nhạc Việt Nam mùa thứ 5 thân mến, xin mời bạn bước lên sân khấu này để chúng tôi cùng chung vui với bạn. Thưa quý vị đều biết thông tin vừa rồi, đó là Mỹ Tâm là nữ ca sĩ giành được giải, nữ ca sĩ được yêu thích nhất MTV khu vực Đông Nam Á. Và ngày hôm nay chúng ta chính thức chung vui với Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm lên đây để đón nhận giải thưởng này từ MTV. Và xin được mời ông Hồ Chí Quyền, giám đốc của MTV Việt Nam, đại diện cho MTV toàn cầu, sẽ lên trao giải thưởng này cho nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Xin cảm ơn ông Hồ Chí Quyền. Xin chúc mừng nữ ca sĩ Mỹ Tâm một lần nữa khi mà chính thức Mỹ Tâm nhận được giải thưởng này từ MTV châu Á. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, các bạn khoan khoan bình tĩnh để nghe đôi lời chia sẻ của Mỹ Tâm chứ nào. Xin mời Mỹ Tâm. Rất là đẹp. Cảm ơn Phan Anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, Tâm rất là hạnh phúc vì
không nghĩ là idol lại có thể dành cho mình một sự bất ngờ như thế này. Bởi vì giải thưởng MTV EMA này cũng có hồi cuối năm rồi. Và Tâm không nghĩ rằng là mình sẽ có vinh dự để cầm một cái cúp từ châu Âu gửi về cho mình như thế này. Tâm xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người bạn, đến tất cả những người fan trong FC của Mỹ Tâm trên toàn quốc và tất cả các khán giả đã luôn luôn ủng hộ cho Mỹ Tâm, và đặc biệt nhất là một món quà lớn như thế này từ một giải thưởng lớn của thế giới. Tâm cảm thấy rất là hạnh diện và rất là tự hào về các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Một lần nữa xin được chúc mừng Mỹ Tâm. Có thể nói, Mỹ Tâm thân mến, chúng tôi tự hào về bạn, tự hào khi có bạn tham dự chương trình Thời Đại Nhập Việt Nam mùa thứ 5. Một lần nữa chúng ta cùng chung vui với nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và thưa quý vị, đêm nay đêm của top 5 thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 5. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại các thí sinh sau ít phút nữa. Hãy cùng sẵn sàng cho những phần trình diễn trong đêm gala thứ 5. Hãy cùng xem các thí sinh của chúng ta thể hiện cá tính, thổi bùng cá tính như thế nào. Và quý vị cũng đừng quên rằng mỗi thí sinh chỉ có 15 phút để nhận được tin nhắn của quý vị thông qua tổng đài 6358. Thời gian được tính khi phần trình diễn của thí sinh bắt đầu quý vị nhé. Và chúng tôi xin được cảm ơn nam ca sĩ Thanh Bùi và siêu mẫu Thanh Hằng đã hỗ trợ cho các thí sinh trong tuần này. Còn bây giờ hãy sẵn sàng với thí sinh đầu tiên. Đông Hùng rất là đẹp trai. Đông Hùng rất là dễ thương. Mình với cả Hùng thì là bằng tuổi nhau, nhưng mà lúc mà mới đầu nhìn hai đứa thì ai cũng bảo thằng Hùng nó giống chú mình hơn là bạn mình. Các chị muốn em ý thành con gái này, thành công chúa rồi là nhi cô các kiểu thì luôn luôn sẵn sàng, mặc dù trong lòng rất là ấm ức. Em ấy là một người rất là chăm chỉ, lúc nào cũng là thức dậy sớm nhất nha, đi tập thể dục. Đông Hùng quan niệm một điều rằng là sức khỏe dành cho mình. Đông Hùng tập luyện thể thao rất là nhiều. Và tất cả những gì mà Đông Hùng cố gắng tập luyện như vậy thì chỉ có một mục đích thôi, làm sao để khi lên sân khấu Đông Hùng có một thể trạng sức khỏe tốt nhất. Tuần trước thì Hùng đã hát bài hát Nhìn Lại và đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía các bạn khán giả. Chính vì vậy mà lần này Đông Hùng đã thừa thắng xông lên, chọn một bài hát nặng ký hơn của band nhạc rock rất đình đám Linkin Park. Bạn Hùng á, thật sự có một cái tiếng hát rất là mạnh mẽ, và từ cái hình ảnh của bạn ấy là rất là rock nè. Thì cái lần đầu tiên khi bạn Hùng hát thì chưa có tìm được một cái sự kết nối giữa cái tiếng hát và cái nội dung của bài. Nếu một người ca sĩ rock mà không kết nối được với lời, thật sự nó sẽ mất đi cái chất rock ở đâu. Một cái tiếng hát mà nó đặc biệt á, phải đụng chạm tới trái tim của người ta. Em cần phải cho khán giả hiểu cái gì khi em hát. Mọi thứ trên sân khấu hiện tại bây giờ đã quá hoàn hảo rồi. Và đặc biệt là khán giả của idol thật là quá tuyệt vời rồi. Thì cái mà hiện tại bây giờ phụ thuộc nhiều nhất và cũng là quan trọng nhất thì lại là Đông Hùng. Thì Đông Hùng sẽ đánh cược là mình sẽ phải bùng nổ trên sân khấu để thắng ván cược này. Các bạn hãy đợi Hùng nhé. Xin chào quý vị khán giả, Thẩm Vy đang có mặt tại phòng chờ để gặp gỡ thí sinh có nhiệm vụ mở màn đêm gala năm ngày hôm nay, đó là Đông Hùng. Chào Đông Hùng, là người đầu tiên nhóm ngọn lửa trên sân khấu. Mi biết là bạn luôn là một người có tâm lý rất là vững vàng. Mi không lo là Đông Hùng sẽ căng thẳng, nhưng mà lúc này thì Đông Hùng có cảm thấy là bạn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng chưa? Lúc này thì Đông Hùng đã chuẩn bị mọi thứ rất là sẵn sàng, và hôm nay đúng là cái ước mơ của mình thành hiện thực ấy. Bởi vì rất nhiều lần mà Đông Hùng đặt ra yêu cầu là tức là rất mong muốn nhạc sĩ Huy Tuấn được để cho Hùng được hát đầu tiên để mở màn chương trình, nhưng mà đến tận hôm nay thì mình mới có thể được là cái ước mơ của mình hiện thực. Và Đông Hùng rất là hy vọng rằng là khi Đông Hùng lên sân khấu, và Đông Hùng sẽ có một màn trình diễn mở màn cho cả một chương trình thật là tốt và không mắc lỗi gì. Không biết tại sao Đông Hùng thì đang rất là hào hứng mà Mi lại còn cảm thấy hồi hộp hơn cả bạn nữa. Hay là Đông Hùng uống ngụm nước cho Mi yên tâm đi. Và Mi hy vọng rằng là Đông Hùng sẽ giữ ngọn lửa này để thật bùng nổ ở trên sân khấu. Chúc bạn may mắn. Chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của Đông Hùng.
Xin mời Mỹ Tâm. Em nghĩ là nếu hai bạn trai ôm nhau là chuyện bình thường mà. À, tôi thì không có e ngại cái chuyện giới tính đó, nhưng mà với cái vũ khí này thì chúng ta nên cẩn thận. Thưa quý vị, vừa rồi là Đông Hùng. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một sự khởi động tốt và xin được cảm ơn bạn về điều đó. Và tôi cũng muốn nói ngay với quý vị luôn là mã số của Đông Hùng là mã số 1 và tổng đài của chúng ta là 6358, đang mở 15 phút để quý vị nhắn tin cho Đông Hùng. Còn ngay sau đây với cảm xúc này thì ban giám khảo phải lên tiếng luôn thôi ạ. Xin mời nhạc sĩ. Vâng, anh đồng ý nói đầu luôn ạ. Xin mời anh Quân. Đây là màn trình diễn mà tôi chờ đợi trong những phần mở đầu của các gala, và đây chính là màn trình diễn mà tôi chờ đợi. Wow, cảm ơn anh. Cái sức sống của em, cái sức sống của em đấy là rất là quan trọng. Nó lan tỏa ở trong cái khán phòng này. Và tôi cảm thấy rằng em cũng là một người mà truyền cảm hứng cho các bạn thí sinh sau này. Các bạn thí sinh sau khi mà tiếp tục em để có những phần trình diễn tốt như vậy. Và tôi nghĩ rằng bài này không có điều gì có thể nói được ngoài từ là tuyệt vời. Đó là trình diễn. Wow, xin cảm ơn. Một điều nữa rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với em, một lời khuyên của tôi, em phải hết sức nghiêm chỉnh để đón nhận nó. Đấy là trước khi gặp bạn gái thì em nên thay cái áo này, thì em sẽ gây ra tai nạn rất nghiêm trọng. Em sẽ ghi nhớ. Bây giờ thì Mỹ Tâm hiểu tại sao rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì bây giờ tôi muốn mời người đã đứng lên sau phần trình diễn vừa rồi, xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Em biết tại sao mà anh Huy Tuấn chưa bao giờ xếp em hát đầu tiên không? Thì hôm nay thì anh biết, bởi vì nếu mà em hát đầu tiên, những người sau rất là khó khăn. Anh nghĩ là nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái tiết mục đầu tiên của em nó rất là tốt. Anh nghĩ anh xem nhiều cuộc thi, nhiều cái trình diễn của Việt Nam, cũng có rất là nhiều người cầm micro, để chân micro để diễn, thì anh thấy em ở người hợp nhất.
thứ nhất là về bài hát, về giọng hát nó mạnh mẽ và sức khỏe thật sự nó cũng phù hợp với cái chân micro đó nữa. Cho nên anh thấy cái màn trình diễn vừa rồi rất là hay. Yeah. Cảm ơn anh Dũng ạ. Vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ... bây giờ là em. Chị vẫn thích cái nốt cao của em ơi. Chị không biết làm sao phải nói ra được cái điều này. Khi mà em bước ra sân khấu ấy, chị cũng đang lo là khi em bước chân qua bước chân lại, chị nói ơi đừng có làm vậy nha, đừng có làm vậy nha. Nhưng mà sau đó em rất là thoải mái và chị thích cái sự thoải mái của em. Em rất là tự nhiên khi mà em đi vòng vòng và em cảm thấy là giống như sân khấu là của mình. Và em rất là tự nhiên cái điều đó và chị rất là thích. Nói chung là chị cảm thấy rằng là chị muốn là nếu các vòng sau á, em cứ chọn những cái bài hay như vậy và chị nghĩ là em sẽ là idol. Em cảm ơn chị Tâm ạ, em sẽ cố gắng ạ. Một lần nữa xin cảm ơn những lời nhận xét của ba vị giám khảo và xin được chúc mừng Đông Hùng. Tôi nghĩ đó là một sự khởi đầu rất là tốt. Và quý vị hãy nhớ mã số của Đông Hùng là mã số 1, tổng đài của chúng ta là 6358. Một lần nữa xin chúc cho bạn may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những hình ảnh của thí sinh tiếp theo, đó là thí sinh Tiến Việt. Ở trong ngôi nhà chung thì mình chơi thân với Tiến Việt. Em ấy là một người rất là dễ thương, cậu bé rất là sơ ma. Tiến Việt có một cái tật là em ấy hát rất là to. Lúc ở những cái lúc mà mọi người cần thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi thì tự nhiên giọng em ấy ở trên lầu 3 vang lên và mọi người giật cả mình. Làm cái gì Việt cũng thấy hào hứng, Việt là một người rất là nhiệt tình, ủng hộ những cái trò hơi nhăn cuội một tí của bọn em. Khi mà tất cả mọi người ngồi cùng nhau nói cùng về một câu chuyện thì đấy là câu chuyện cười, và khi mọi người cười phá lên thì Tiến Việt cũng cũng cười phá lên, nhưng mà khi hỏi lại thì Tiến Việt ơi có hiểu gì không. Em cũng là một người khá là tinh nghịch và nghịch ngợm. Mỗi cái động tác trên sân khấu của em ý thì dường như là nếu mà không nhún thì em ấy không hát được. Ở sau cánh gà cũng như là trong cuộc sống thì mình cũng thích lăng quăng đi hết nơi này đến nơi kia và chạy nhảy thoải mái như là con người của mình vậy đấy. Thường mà mỗi lần mình ra sân khấu thì cái hình ảnh loang quăng và hát những cái bài nhạc nó có giai điệu nhanh thì là cái hình ảnh mình gắn liền đến mà khán giả nhớ tới mình. Nhưng mà lần này thì mình muốn có một chút gì đó tĩnh lại và có một chút gì đó bí ẩn đi. Thì mình đã chọn bài hát Đông của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Bài Đông bạn chưa có tìm được cái sự phóng khoáng. Bạn ấy sợ là nếu mà làm như thế này thì sẽ như thế nào, sẽ làm theo hướng này sẽ như thế nào, vân vân, thì bạn bị hơi phân vân một chút xíu. Thì anh Bùi là một nghệ sĩ mà mình cực kỳ ngưỡng mộ. Sau khi quá trình tập luyện cùng anh thì mình đã cảm được bài hát một cách nhiệt huyết hơn và có cái máu cho bài hát hơn. Hy vọng là đây không phải là đêm đột phá của riêng Tiến Việt mà sẽ là một đêm thực sự bùng nổ của tất cả các thí sinh. Sáng đêm đến với những nỗi nhớ vẫn vương, ngày tình đã chết trong mùa đông dài, qua đi cơn yêu đương nồng cháy. Ngày tình đã hết thôi thì bước đi, giờ còn lại gì trong ngày xa buốt những vỡ nát khi yêu đương nay đã khô cằn. Xin cho đôi vai qua đây, cho tim anh thổi lạnh giá. Cho
trong ngày xa buốt nhưng vỡ nát khi yêu được nay đã khó khăn. Xin cho đôi vai qua đây, cho tim anh thôi lạnh giá. Yeah, yeah. Hey, hey, hey. No, no. Xin chúc mừng Tiến Việt đã hoàn thành phần thi của mình. Ngày hôm nay có thể nói bạn mang đến một ấn tượng, tôi nghĩ rằng ba vị giám khảo sẽ nói cho bạn ngay sau đây, cũng rất là khác. Cả ba người đều đang cười rất là rạng rỡ. Tôi không biết là mỗi nụ cười đó nói lên điều gì. Xin mời nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Khi mà hát xong thì chị biết là Tiến Việt với chị đang cười cái gì đúng không? Chị nghĩ là em hiểu. Biết không? Đúng ra là đây là một sự lựa chọn rất là khó khăn. Nhưng mà em rất là dũng cảm khi em hát bài này. Tại vì cái giọng của em thật sự không phải là có thể thể hiện tốt cái bài này đâu. Chị đánh giá cao về biểu cảm của em trong lúc mà biểu diễn ca khúc này. Nhưng mà về bài hát, em thừa biết rằng là cái đoạn mà em feel đó hoàn toàn là phô hết nguyên một đoạn đúng không? Và em đang mắc cười bởi vì trời ơi mình tiếc quá, tại sao mà mình có thể làm vậy đúng không? Ok, và chị chị cảm thấy rất là tiếc cho em về cái chuyện đó. Nhưng mà chị nói một điều thôi, khi mà mình phải chắc chắn một cái điều gì đó thì mình hãy nên làm. Còn nếu như mình cảm thấy là mình còn hơi không biết phải như thế nào thì mình phải nên stop ngay, dừng ngay cái điều đó. Đừng bao giờ mạo hiểm với những gì mà mình không chắc chắn. Và em cần phải làm như vậy. Em cố gắng lên nhé. Nhưng mà tôi nghĩ là đối với những người yêu mến tiếng Việt thì cái điều đó lại mang lại một sự thích thú, một sự mạo hiểm khi mà khám phá. Tất nhiên là có đôi chỗ là chưa làm đúng như là bản thân tiếng Việt mong muốn nữa. Nhạc sĩ Anh Quân, anh nghĩ sao ạ? Trước khi tôi nói thì cho tôi giới thiệu người dẫn chương trình Phan Anh. Anh ấy cứ ghen tị suốt là tại sao không ai giới thiệu tên anh ấy. Dạ vâng, em thấy là anh cũng khả năng dẫn chương trình đấy ạ. Một đối thủ tiềm năng để em đề phòng. Xin cảm ơn nhạc sĩ Anh Quân. Hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy em máu mê như vậy trên sân khấu. Tức là em mọi khi em diễn em vẫn hơi bị một cái gì đó nó không được thoải mái. Nhưng mà hôm nay em rất là thoải mái. Đấy là cái điều đầu tiên mà anh muốn nhấn mạnh. Nhưng vì quá thoải mái cho nên em không kiểm soát được cái giọng hát của em. Đấy chính là cái mà khó khi mở trên sân khấu. Tức là chúng ta luôn luôn phải tỉnh táo để kiểm soát những gì đang diễn ra trên sân khấu. Đấy, nhưng mà anh vẫn nghĩ rằng với cái sự say mê của em thì anh nghĩ rằng em vẫn sẽ đi tiếp được trên con đường âm nhạc của mình. Cảm ơn anh. Và chúng ta hãy cùng xem đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghĩ gì. Anh thì anh không phải nói về phần hát, nhưng mà anh sẽ nói về cái phần trình diễn của em á. So với cái tiết mục đầu nó rất là nam tính, nó mạnh mẽ, thì cái phần này nó hơi trái ngược. Nó có phần gì đó nó hơi nhất là em bị những cái động tác á, thí dụ vậy, nó những cái câu dằn nó không có giữ được mà nó cứ ngại ngại làm sao đó. Thì anh nghĩ thật ra nếu mà hôm nay mà nhìn anh với nhìn em, thật ra nếu với cái trình diễn đó thì em nên mặc cái áo màu này. Cái áo này nó sẽ giống hơn. Thế tại sao hôm nay anh lại mặc cái áo đó ạ? Cái này là có đạo diễn, người ta sẽ chỉ cho mình mặc áo này. Đó là một bí mật hậu trường ạ. Anh Dũng không muốn tiết lộ. Xin cảm ơn ba vị giám khảo và xin chúc mừng cho Tiến Việt đã hoàn thành phần thi của mình. Và thưa quý vị, tổng đài 6358 dành cho Tiến Việt đã mở từ khi Tiến Việt bắt đầu cất lời hát. Và quý vị có thể soạn tin 2 gửi về tổng đài 6358 để ủng hộ cho chàng trai này. Và hy vọng rằng bạn sẽ may mắn, chúc cho bạn may mắn. Quý vị thân mến, khi quý vị nhắn tin ủng hộ cho các thí sinh của chúng tôi, quý vị cũng có cơ hội nhận được 2 giải thưởng, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng của nhãn hàng Clear và nhãn hàng Close Up. Chúc quý vị may mắn. Còn bây giờ chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị sau ít phút nữa. Thưa quý vị, không khí ở trường quay bây giờ vô cùng tuyệt vời và chúng ta đang tiếp tục đêm gala thứ 5 chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 5. Và vào thời điểm này thì thưa quý vị, thời gian để quý vị nhắn tin cho thí sinh đầu tiên, thí sinh mang mã số 1 là Đông Hùng đã hết và thời gian dành cho Tiến Việt vẫn còn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, đó là một thí sinh mà tôi đã tìm ra những người yêu mến cô ấy ở đâu. Đó chính là Minh Thuyền. Cả bọn mình rất là thích trêu chị Minh Thùy, thậm chí có những chuyện là như kiểu là bịa ra chém gió thôi, nhưng mà mặt Minh Thùy thì
thế à em? Thật à? Chị Thùy đáng sợ nhất là khi bị đói. Đấy là không còn vẻ bình tĩnh nữa, tỏ ra cáu kỉnh, cáu gắt. Nhưng cái đấy không sao cả, đấy cũng là một nét rất là đáng yêu của chị Thùy. Mà mình cũng không hiểu tại sao với cái trọng lượng cao 1m61 mà nặng 61kg mà lại có thể uốn dẻo được. Mỗi lần mà mình có chuyện buồn hay là một việc gì đó phải suy nghĩ thì chia sẻ với Thùy thì không buồn được nữa mà là buồn cười. Em buồn đi nào. Sao buồn? Thôi thì đừng buồn nữa. Có cái gì đâu mà chị cũng vậy đấy. Nhưng mà em đừng buồn, cho các bạn có nên buồn không? Khi mà nhạc sĩ Huy Tuyển nói về tất cả các thí sinh đang gala tới đây thì các thí sinh cần phải bùng nổ cái cá tính của mình. Thì đã suy nghĩ rất là nhiều, thì đã nghĩ ra một chiêu. Bạn ấy có chia sẻ với mình là để cho bạn đứng trên sân khấu ngày hôm nay là một cái điều mà bạn phải vượt qua rất là nhiều cái thử thách, nhiều cái khó khăn. Thì Thanh nghĩ cái bài hát này nó rất là phù hợp đến cái câu chuyện của bạn này. Mình thì cần phải đừng có suy nghĩ nữa, đừng cái hát với cái đầu của mình, hát là hát với trái tim của mình á, thì tự nhiên đột phá như vậy. Trong phần thi đơn này của Thùy thì Thùy sẽ đọc một đoạn rap bằng tiếng của Thùy. Đạt được những ước mơ không làm điều dễ dàng, câu chỉ có một để tiến đến gần thôi, vượt qua bao khó khăn để được ca hát. Gia đình trên sân khấu idol chính là Thùy. Chào Minh Thùy, Thảo My được biết ngày hôm nay bộ trang phục của bạn do đích thân chị Thanh Hằng đã lựa chọn. Minh Thùy nghĩ như thế nào về điều này? Mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là may mắn và mình rất là thích bộ trang phục này. Thảo My nghĩ là chị Thanh Hằng đã lựa chọn một phong cách khá là phù hợp với cả Minh Thùy. Minh hỏi nhỏ một chút là bạn có ý định bê luôn phong cách này ra ngoài đời không? Cái tí để Thùy suy nghĩ tí đã. Và bây giờ thì Minh Thùy đã sẵn sàng để bùng nổ chưa? Xin chúc mời bạn, ra sân khấu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của Minh Thùy. Trong bóng đêm và áo mưa, giá như chưa một lần yêu. Còn nhớ là mai đứng lên từ trong bóng đêm, gạt nước mắt đập về phía anh dường. Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành, dù cho lúc quên về sẽ nhớ thương, dù cho đã mất đi một niềm tin từng khắc ghi. Về đây một niềm tin mới, chặng đường dài và xa ngày xưa cũng đã qua. Oh 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 oh, tôi đã vượt qua cái thời xa để đến với giấc mơ là giấc mơ âm nhạc. Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi và có nhiều phút giây tôi chỉ muốn buông xuôi. Ta được nhớ mơ không là điều mong đợi, tôi chỉ muốn lên để đến với mình thôi, vượt qua khó khăn để được ca hát. Giờ được trên sân khấu idol chính là tôi. Rằng tôi ngồi đây một mình chờ cho trời sáng, ngày dài mình đôi bước lang thang, chờ ai lời cuối con đường tìm một ai hình bóng quen thuộc. Chỉ thấy bóng tôi vây quanh đây, mặc dấu cuốn tay trốn xa vời, mặc nỗi nhớ cứ mãi không nguôi. Đời mai thế, tập bước tới tôi, oh oh, tập bước tới tôi, na 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 na, tập bước tới. Xin chúc mừng Minh Thùy. Bạn cứ lo rằng là mọi người sẽ không nghe bạn đập rap ra điều gì, nhưng mà tôi nghe thấy là quán quân chính là tôi.
đúng không? Đúng không? Hay là sao? Trên sân khấu idol chính là tôi. À, đứng trên sân khấu idol chính là tôi. Vẫn có sự nhầm lẫn đôi chút. Tôi thấy khán giả rất là yêu mến bạn. Quả là thật là tuyệt vời khi mà hát nhận được sự ủng hộ như vậy. Minh Thủy thân mến, tôi lo cho bạn rất là nhiều. Bởi vì lần trước anh Dũng có nói rằng là anh dự đoán bạn sẽ trở thành quán quân. Đối với tôi không biết các thí sinh nào, nhưng mà tôi thấy vô cùng áp lực. Còn bạn thì sao? Điều cười này là có liên quan gì đến Mỹ Tâm rồi? Em thấy là em nói cũng đúng, là cùng là một áp lực đối với em, nhưng mà là một niềm vui và là một cái động lực để em cố gắng. Vâng, và chúng tôi chờ đợi sự cố gắng của bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một người mà tôi nghĩ rằng luôn luôn là có vẻ là khắt khe nhất. Xin mời nhạc sĩ Anh Quân. Thủy ơi, hồi bé bố mẹ em có bao giờ dẫn em đi xem bói không? Bố mẹ em thì thích đi xem bói, nhưng mà em thì không. Ừ, tại vì là... Thôi hôm nay anh thay mặt thầy bói anh nói luôn nhá. Em sinh ra là để hát. Cảm ơn anh. Xin chúc mừng. Và Thủy ơi, anh nghĩ rằng sau cái buổi trình diễn hôm nay thì sẽ rất nhiều các bạn rapper sẽ dùng tiếng miền Trung để rap, và em sẽ là người tiên phong đấy. Em cảm ơn. Yes, Mỹ Tâm vừa chia xong thì bây giờ thì nói luôn đi ạ. Chị nghĩ là chưa bao giờ chị nghe một cái đoạn rap nào mà nó lạ vậy. Không bao giờ mệt mỏi. nó khó lắm em. Người ta thường là một là có thể là giọng Nam hoặc là giọng Bắc không, nhưng mà giọng miền Trung của mình nó hay lắm, chị thích cái chỗ đó. Chúng tôi cũng thích bạn nhận xét với giọng như vậy đấy. Em cần phải phát triển lên có những cái sự khác biệt của mình. Chị nghĩ rằng là hôm nay em rất là tuyệt vời. Đây là một bài hát không phải dễ. Em là một người luôn luôn biến những cái rất là khó trở thành một sự rất là dễ dàng và rất là tự nhiên của mình. Khi em bước ra những cái lắc đầu hay là những cái bước chân của em, nó rất là tuyệt vời. Em phải tin là em có thể làm được cái chuyện đó. Chị nghĩ em là một người rất là dễ thương, xinh đẹp như một con búp bê, nhưng mà em có một sự quái vật ở trong con người á. Có lẽ là chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái từ đó. Không phải. Cái từ quái vật ở đây là dùng cho những người mà có một sự điên một chút xíu ở trên sân khấu. Ví dụ như Tâm cũng vậy, khi mà lên sân khấu mình phải điên lên một chút, giống như mình bị quái điên khùng á. Và em làm được cái chuyện đó, và chuyện em là một nghệ sĩ lớn chứ không phải là chỉ là một thí sinh. Dạ, em là Tâm quái vật và bạn ấy là búp bê quái vật. Hy vọng rằng là ngày mai sẽ không có bảo mạng nào giật tiếp như vậy. Em Minh Thùy, em là búp bê quái vật. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là gần gũi và cũng rất là đời thường của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và có lẽ là anh Dũng chẳng cần nói gì đâu ạ. Anh có thể mỉm cười vì dự đoán của mình. Xin mời anh, em nói vui với tôi ạ. Thật ra Mỹ Tâm cũng nói gần hết rồi. Em rất là dễ thương. Thường khi người ta khen ai dễ thương, tức là người ta thấy chưa có hay lắm. Thì nó ở mức dễ thương. Nhưng mà riêng em thì anh thấy em hay thật sự. Và quan trọng anh nghĩ là em sẽ còn một cái bài hát nào đó mà chưa tìm ra để em có thể bứt phá và còn hay hơn nữa. Cho nên vì lý do đó tôi rất là mong muốn và nhờ cậy khán giả nhắn tin giữ thí sinh này lại để có một cái cuộc bùng nổ hơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Vâng, và tôi hoàn toàn đồng cảm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Minh Thùy rất là dễ thương, nhưng mà đôi khi ở trên sân khấu chúng tôi vẫn cảm thấy rằng Minh Thùy còn một chút gì đó vẫn còn hơi sợ sệt, bởi vì là bình thường khi mà cô ấy tập dượt thì cô rất là vui tính và rất là thoải mái, và chúng tôi mong rằng là khán giả hãy cho Minh Thùy một cơ hội để thể hiện sự bùng nổ đó. Và Minh Thùy hãy nhớ rằng là hãy trân trọng tất cả những cơ hội mà khán giả đã dành cho mình. Và thưa quý vị, mã số của Minh Thùy là số 3, và hãy soạn tin 3 gửi về tổng đài 6358 để ủng hộ cho Minh Thùy. Chúc cho Minh Thùy may mắn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo, thưa quý vị. Đó chính là những hình ảnh của Nhật Thủy. Các bạn biết tại sao mà Nhật Thủy lại gầy như thế không? Bởi vì là bạn ấy dùng 70% năng lượng của mình để cười đùa. Chính vì thế là ăn hoài, ăn mãi mà không béo lên được. Em ấy rất là vui tính và em ấy có khiếu hài. Mỗi lần mà mình nghe chị Thủy hát thì mình bị lạnh hết cuộc sống và nổi hết da gà toàn thân. Mình sinh ra trong một gia đình mà cả hai bên nội ngoại.
ông bà, các bác, rồi các cô, chú, dì đều rất là yêu văn nghệ và rất là vui vẻ, hài hước. Đâm ra là con người của Thủy thì cũng thích cái điều đó. Khi mà các bạn nghe đến chủ đề của đêm gala lần này là Thổi Bùng Cá Tính thì các bạn thường liên tưởng ngay đến những cái bài mà với cái tính chất là rất sôi động, rất cá tính trên sân khấu. Nhưng mà cái cá tính của Thủy thì lại là những cái bản ballad hoặc những bản nhạc pop rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Bạn Thủy là một bé rất là nhỏ nhưng mà thực sự cái tiếng hát vĩ đại. Hải Thanh có chia sẻ là nếu mà Thanh ngồi ở nhà xem TV mà nghe bạn hát á, Thanh muốn nhìn qua vợ mình đó và cảm nhận là phải có cái cảm giác đó mới được nè. Thì Thanh nghĩ nếu bạn làm được cái điều đó thì sẽ có một cái màn trình diễn rất là đặc biệt. Anh Thanh Bùi có nói với Thủy là khi mà em hát ca khúc này ấy, thì em hãy tưởng tượng như em đang ở trong một căn phòng và hãy loại bỏ hết tất cả mọi thứ đi mà chỉ có mình đang hát cho người yêu của mình nghe thôi. Dạ. Ok, chúc mừng em nha. Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em, chúc mừng em. Khi mà xem các bạn tập thì Thủy cảm thấy là các bạn đã chọn được những cái bài hát rất là hợp với cá tính của mình và đặc biệt là các bạn cũng hát rất là tốt. Nhưng các bạn hãy chờ đấy, Thủy cũng sẽ cố gắng không để thua kém các bạn đâu. Xin cảm ơn Nhật Thủy. Tôi hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ và ngượng mồm khi có thể nói rằng xin cảm ơn nữ ca sĩ Nhật Thủy luôn. Bạn đã có những câu hát khiến tôi đứng ở kia mà đến bây giờ tôi cảm thấy vẫn còn run. Yeah. Rất là tuyệt vời và tôi không biết rằng là sự đồng cảm của ba vị giám khảo thế nào. Chị không thể tin được là em có thể làm được chuyện đó. Em ơi, cái bài này á, nó phải rất là thường thường á, khi mà nghe bài này tất cả mọi người á đều rất phải là tự nhiên, nhẹ nhàng. Hồi đó giờ chị nghe bài này là như vậy hết. Và nó phải thoát ra từ mình giống như mình đang thủ thỉ nói chuyện với người yêu của mình vậy á. Nhưng mà hôm nay em làm lần đầu tiên chị nghe trong đời cái bài hát này mà em thể hiện kỹ thuật, em hát mà vẫn có cảm xúc. Đó là cái điều vô cùng khó. Và những cái nốt cao của em thì nghĩ không phải đếm được đầu ngón tay có thể làm được chuyện đó đâu, chị làm còn không được. Cảm ơn các sĩ yeah. Và cái quan trọng hơn là em truyền tải được cảm xúc đến người nghe và mọi người cảm thấy là rất rất là muốn nghe em hát nữa cái bài này. Chị muốn nó dài hơn nữa nhưng mà nó hết rồi, chị rất là tiếc. Chị chỉ biết nhắn tin thôi à.
Cảm ơn nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Mỹ Tâm và xin mời nhạc sĩ Anh Quân ạ. Có thể nói là em là thí sinh duy nhất khiến tôi cảm thấy tôi trở lại là một người khán giả, chứ không phải là ngồi đây với tư cách là một người giám khảo. Tôi thưởng thức cái phần trình diễn của em với tư cách như thưởng thức một ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu. Và tôi tạm thời quên đi đây là idol hay là bất cứ một cái gì. Và đấy là cái điều quan trọng nhất mà em cần phải giữ cho những cái bước tiếp theo của em. Và cái quan trọng thứ hai đó là em đã rất là mạo hiểm khi chọn bài này. Vì sao? Đây là một bài hát rất khó. Những cái nốt giả thanh của em, những cái nốt giả thanh của em như Tị Tâm có nói, anh hoàn toàn đồng ý với em. Nhất là những ca sĩ giọng mà ở châu Á thì rất khó làm được những cái nốt giả thanh của em. Và những nốt giả thanh của em nó hay vô cùng, hay vô cùng. Anh rất thích phần thể diễn của em, anh rất thích. Xin cảm ơn nhạc sĩ Anh Quân. Và tôi mong rằng tất cả quý vị khán giả ở trong trường quay này, chúng ta cũng sẽ có đôi lúc làm như là khán giả Anh Quân. Bởi vì chúng ta không chỉ đơn thuần là vỗ tay, mà chúng ta hoàn toàn có thể đứng lên để vỗ tay hưởng ứng cho những đoạn mà có thể chạm tới trái tim của chúng ta như vậy. Và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh nghĩ sao? Cái bài này thì cái bài hát nó rất là sexy đúng không? Dạ, nhưng mà em đứng trên sân khấu thì anh nhìn thấy giống như một nàng bạch tuyết vậy. Thì anh nghĩ là sẽ có rất là nhiều người muốn làm hoàng tử. Riêng anh thì anh nghĩ là thôi quá đát rồi. Nhưng mà ok, bảy chú lùn vẫn có thể hỗ trợ bạch tuyết được. Nhưng mà bảy chú lùn là hơi cô đơn, bởi vì tôi thấy mới có một mình anh thôi ạ. Còn những người khác nữa. Tôi tưởng anh Dũng hôm nay là có nơ là để chuẩn bị làm hoàng tử. Hoàng tử sao? Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, xin được cảm ơn ba vị giám khảo. Ngày hôm nay ba vị giám khảo của chúng ta cũng rất là dễ thương với những lời chia sẻ rất là cởi mở. Và xin được chúc mừng cho Nhật Thủy. Và thưa quý vị, mã số bình chọn của Nhật Thủy là số 4 và tổng đài 6358 vẫn đang mở để chờ quý vị ủng hộ cho Nhật Thủy. Và chúc cho Nhật Thủy may mắn. Chúng tôi rất hy vọng sẽ gặp lại bạn ở những gala tiếp theo. Thưa quý vị, như vậy là cả 4 thí sinh đầu tiên đều có thể nói là mang lại cho chúng ta những bất ngờ, và họ đã thể hiện được cá tính của mình ở trên sân khấu và mang chúng ta những cung bậc cảm xúc rất tuyệt vời trong đêm nay. Chúng ta còn lại một thí sinh nữa. Phần trình diễn của Phương Linh sẽ đến với quý vị sau ít phút. Thưa quý vị khán giả, hãy cùng tiếp tục đêm gala thứ 5 của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam. Và có thể nói rằng vào thời điểm này, đêm gala của chúng ta đang rất giàu cảm xúc. Và 4 thí sinh đã thể hiện được cá tính của họ. Tiếp theo, hãy cùng cổ vũ cho thí sinh cuối cùng Phương Linh. Hãy cùng cổ vũ cho Phương Linh thổi bùng cá tính của mình trên sân khấu ngày hôm nay. Phương Linh là một cô gái rất là lạ luôn ý. Cả tính rất là mến ý. Em ấy hay làm nhiều điều khủng khủng lắm. Người bình thường ít khi làm như thế. Phương Linh tự tay nấu cơm này, quét nhà này, công việc rất là đảm đang. Tôi rất là thích điều đấy. Có một cái thôi là mong Phương Linh có thể tiết chế được riêng là em dạ. Khi mà mình đạt không làm được cái điều mình mong muốn thì mình có cái gì trên tay là mình ném đi hết. Rồi là khóc một méo sạch ra. Nhưng mà mình có một cái tính rất là tốt. Đó là tất bụng. Đêm nay là một đêm rất quan trọng đối với Phương Linh. Bởi vì trong chủ đề lần này thì mình đã chọn một cái ca khúc mà với một cái dòng nhạc mà mình nghĩ rằng là không thể nào mà mình có thể hát tốt được. Đó chính là Rock and Roll. Vì anh Thanh Bùi là một ca sĩ, cho nên khi nghe chúng mình hát thì anh Thanh Bùi cũng chỉ luôn cho mọi người cái cách trình diễn trên sân khấu như thế nào. Phương Linh là có một cái tiếng hát rất là cao, mạnh mẽ, nhiều màu sắc trong cái tiếng hát. Bạn ấy là một bé rất là dễ thương, có một cái khuôn mặt Linh rất là anh ảnh, thì mình phải đừng có an toàn, mình cần phải thả lỏng. Và tôi là phụ nữ và tôi rất là sexy, là như vậy thôi. Và trong đêm nay thì Phương Linh sẽ có một cái sự thay đổi, và đối với mình đây là một cái sự đánh dấu và lột xác. Một cái mang tính rất là đột phá đối với mình, từ trang phục cho đến cá tính âm nhạc. Và hy vọng rằng là cái sự thay đổi này của mình cũng khiến cho tất cả các quý vị khán giả cảm thấy hài lòng và bình chọn cho mình. Hey yeah!
đời còn bao lâu ta gặp những nỗi đau, những giấc mơ cũng theo cuộc tiên trong trẻ, những giấc mơ cũng theo cuộc tiên đi thế, những giấc mơ cũng trong cơn say, những giấc mơ cũng quay theo để hát cho thêm niềm vui mới, ta sẽ la la. Phải nói rằng là tất cả các bạn thí sinh ngày hôm nay đều khiến chúng tôi rất là vui. Nhìn thấy một hình ảnh cố gắng của bạn, một hình ảnh rất là khác. Và quan trọng hơn nữa, khi mà các bạn biểu diễn, thấy khán giả cổ vũ cho các bạn nhiệt tình, đó là sự thành công dành cho các bạn. Xin được chúc mừng cho Phương Linh. Bây giờ thì xin mời bạn hãy nghe những chia sẻ của ba vị giám khảo. Đôi khi nó hơi khắt khe đấy nhá, hãy chuẩn bị tinh thần. Xin mời đại diện Nguyễn Quang Dũng. Với cái tạo hình và cái cách trình diễn của em á, thì anh nghĩ còn thiếu cây chổi nữa thì nó sẽ rất là giống phù thủy, đúng không? Hôm nay anh Dũng rất thích nói về chuyện cổ tích. Nhưng mà quan trọng cái tiết mục này nó phải như vậy. Anh nghĩ là nó phải có cái cá tính mà nó hơi phù thủy, và em đã làm được cái điều đó. Và tự nhiên thấy em điên hơn mỗi ngày thì anh thấy là cái điều đó là cái điều mà ở những cái vòng trước em thiếu. Thì anh rất là chúc mừng em, ở cái vòng này em làm rất là tốt. Xin cảm ơn anh. Và xin mời nhạc sĩ Anh Quân. Trước tiên là tôi chúc mừng em đã xóa đi một phần nào những cái lo ngại của tôi về em của những cái đêm trước. Và tôi nghĩ rằng khi em cứ cá tính như thế này, em cứ đột phá như thế này, và em cứ thoải mái như thế này thì tôi nghĩ em sẽ còn tiến xa. Chỉ có điều như chị Tâm cũng đã nhắc em một vài lần, tức là những cái vuốt từ nốt này sang nốt kia của em nó bị nhiều, cố gắng làm sao cho nó tiết kiệm lại cái đấy một chút, tại vì nó càng ít thì lúc em vuốt nó sẽ càng có giá hơn. Nhưng mà tôi phải nói thật rằng cả năm em hôm nay đã làm cho chúng tôi rất là phấn. Rất là phấn. Người từ miền Bắc người ta gọi là phấn. Và tôi tăng động thực sự. Và tôi cảm thấy tôi trẻ lại mấy chục tuổi. Mà năm nay tôi bao tuổi Tâm nhỉ? Dạ anh mới 28 mà. Vâng, anh vừa nhắc đến từ vừa rồi thì em xin nói là bây giờ thì phải gọi là good night và good luck. Xin mời nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Chắc có lẽ là hôm nay Linh chọn rock and roll cho nên là cái những cái nốt mà vút vút như vậy á, thì có vẻ là hợp lý anh Quân ạ. Theo em thấy vậy á. Hơi nhiều nhưng mà nó hợp lý thì cũng được. Chỉ có điều rằng là nếu như anh Dũng nói rằng là em hôm nay điên thì chị thấy là đúng là em cũng có điên. Nhưng mà chị nghĩ là phải cần thêm cái độ say nữa. Giống như một người đang uống rượu trên sân khấu vậy. Và em cần phải uyển chuyển giống như một người say nữa thì bài này sẽ tuyệt vời hơn. Và xin hỏi như là, dạ anh nói Mỹ Tâm là nếu mà có uống thì nên uống mấy ly ạ? Nếu chị thì chị uống thêm nửa chai được, nhưng mà người miền Trung. Nhưng mà em thì chị nghĩ là chắc một ly là được rồi, là mình sẽ có cái cảm giác lâng lâng ha. Sau rồi em sẽ em vậy. Chị nghĩ là cái đó nó hay hơn. Dạ. Nhưng mà quan trọng hơn là hôm nay em đã phá được cái sự cứng nhắc của mình, và em chị thấy là em vẫn còn hơi ngượng một chút xíu, nhưng mà cái điều đó nó làm tốt cho em, bởi vì em đang cố gắng thay đổi và chị đánh giá cao về chuyện đó. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của ba vị giám khảo, không chỉ dành cho Phương Linh mà dành cho tất cả các thí sinh của đêm nay. Và xin được chúc mừng Phương Linh. Thưa quý vị, mã số của Phương Linh là số 5. Hãy soạn tên 5 gửi về tổng đài 6358 để thể hiện tình cảm của
quý vị đối với cô gái này và xin chúc cho Phương Linh may mắn. Như vậy là chúng ta cùng với phần trình diễn vừa rồi của Phương Linh đã khép lại cả 5 phần trình diễn của 5 thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay. Và đó đều là những phần trình diễn khiến chúng ta phần nào cảm thấy hài lòng, và đặc biệt có những phần trình diễn khiến cho chúng ta cảm thấy thật sự là phấn khích. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của đêm nay. Trong ngày ra buốt nhưng vỡ nát khi yêu đương, rằng tôi ngồi đây một mình chờ cho trời sáng, ngày dài mình tôi bước lang thang, chờ ai ở cuối con đường tìm một hai hình bóng quen thuộc, chỉ thấy bóng tôi vây quanh đây. Everything that I do is out of loving. Mến, đó là điểm qua những hình ảnh của đêm nay, một đêm rất giàu cảm xúc. Và quý vị hãy nhớ vào thời điểm này, quý vị vẫn có thể nhắn tin cho Phương Linh mã số 5 thông qua tổng đài 6358. Và xin được chúc mừng cả 5 thí sinh ngày hôm nay. Các bạn đã có một buổi tối thể hiện cá tính của mình, thổi bùng cá tính của mình rất là xuất sắc. Và xin được chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả vào đêm thông báo kết quả vào tối Chủ nhật tuần sau. Còn bây giờ một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng top 5 của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 5. Đó là Đông Hùng, Tiến Viện, Minh Thùy, Nhật Thùy và Phương Linh. Xin cảm ơn các bạn vì buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn 3 vị giám khảo của chương trình: nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Xin được cảm ơn giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, Lone Black Band, nhóm bè Cadillac. Và cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của tất cả quý vị. Xin hẹn vào tối Chủ nhật tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.